Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh Chim Cảnh Tây Nguyên 48 nhé. Ngày mới em xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Mọi người ơi, hôm nay em lại tiếp tục về thêm được chục em nhồng. Thì em về được 2 hôm nay rồi. 2 hôm nay thì chim về thì cho ăn uống khỏe mạnh rồi. Bắt đầu hôm nay em mới lên sóng. Thì về được 2 hôm thì các bác với anh em cũng đã ủng hộ được 4 con rồi. Đấy, thì em cũng đã gửi về rồi là rạch sỏi Kiên Giang, rồi là về các thứ Bình Dương, rồi là Tiền Giang, là mấy anh cũng đã lấy, là em đã gửi đi hết cho mấy anh rồi. Thì hôm nay còn 6 con nữa thì em bắt đầu tiếp tục lên sóng cho mọi người đây nhá. Đây, trên này lồng, trên này là 3 con này. Đấy, về chim ăn uống khỏe mạnh, bắt đầu đang tắm này. Đó, em cho nước vào, thay nước mới vào cái tự nó tắm, nó đang biết mổ ăn rồi mọi người nhá. Chim này vẫn đang biết mổ ăn rồi, đang tập mổ ăn thôi nhé, chứ chưa phải là mổ ăn hẳn đâu. Mọi người về vẫn cứ phải đút cám cho nó ăn nha mọi người. Đây, 6 con. Đấy, lồng trên 3 con, lồng dưới 3 con, chim khá đẹp và to nha mọi người. Đấy, đây là hôm nay em sẽ quay sơ sơ cho mọi người những chim mà hôm nay em sẽ lên cho mọi người nhé. Nhồng này. Đấy, rồi là hôm nay em về được 2 em lửa truyền chống mái này. Đấy, 2 em lửa truyền chống và 1 em mái đây mọi người, mái nằm trong góc này. Đấy. Còn đây là 2 em trống truyền này. Đó. Và còn một ít than than truyền trong mái thì ăn cám rồi, hôm nay em sẽ lên nốt cho mọi người nhé. Và còn có một em khiếu bạc má bộ to nữa, hot ok rồi thì cũng sẽ lên cho mọi người. Rồi, trước tiên là sẽ quay về lửa truyền đây mọi người nhé. Đây có 2 em lửa đây mọi người nhìn này. Đấy, mọi người thấy không, đó đứng xiên tạch cực kỳ nhá, đó đuôi đánh này. Đấy mọi người thấy không, có 2 em thôi. Các bác hoặc anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ em nhé. Lửa truyền trống hôm nay em bán cho mọi người 300 một em, 350 chứ, 350 một em. Đó, có 2 em lửa truyền trống và 1 em mái. Mái thì bán 150 mọi người nhé. Mái 150, trống thì 350 mọi người nhé. Trống truyền, đó, đuôi rất dài này. Như 2 con này thì đuôi chắc tầm 10 hoặc là hơn đấy. Những loại này về mà anh em mà các bác hoặc là chăm tốt nó sẽ lên được tầm 19-20 là bình thường nhé. Đó, 19-20 là chuyện bình thường. Đấy, nếu mà không chăm tốt thì nó lên chắc tầm 18 thôi. 18. Đó, còn nếu mà chăm tốt mình cứ sâu dế mồi tươi các thứ đầy đủ, nhu cầu của nó là nó sẽ phát triển đuôi của nó ra dài. Đấy, có 2 con thôi, 2 con trống truyền. Đây em bắt thử cho mọi người nhé. Đây mọi người. Đó. Trống truyền đây. Đó, móng mỏ tay chân thì em sẽ kiểm tra. Quay lên này là em kiểm tra, lúc bắt đi em vẫn kiểm tra lại cho mọi người một lần nữa nhé. Đây, đó. Móng mỏ tay chân đầy đủ mọi người nhé. Đây, chân hồng móng trắng này đẹp này. Đấy, không đơ một ngón nào mọi người nhé. Móng mướt là ôm cầu đều này. Đó, lông lá đẹp này, đang chuẩn bị muốn thay lông rồi, đang chuẩn bị thay lông là lên thành chim ép ấy. Sắp là thay lồng rồi nhé mọi người nhé. Đây, đó. Đuôi khá cong, tôm tôm đây mọi người, cong tôm tôm chưa. Đó. Đó, rất cong. Con này đánh xiên tạch cực kỳ. Với một con trong kia nữa đấy, con trong kia nữa mọi người nhé. 2 con. Thì 350 một em mọi người nhé. Đấy. 350 một em. Còn con em kia thì mái thì 150 mọi người. Ai có nhu cầu mua hẳn cả một cặp như thế này về chống mái, về vừa là ghép đẻ sinh sản hoặc là kích chống con mái. Con mái nuôi lên kích trống cho con trống hót là cũng ok. Nuôi từ chim truyền nuôi lên này là nó rất là dễ thuần và nhanh chơi, nhanh dạn, nhanh hót luôn mọi người nhé. Đó. Bởi vậy mà những con chim truyền thường thường là vẫn đắt hơn nhé mọi người. Đấy. Đây, tiếp tục một em nữa nhé. Đó, đây em bắt em này nữa, em này còn cong, đuôi cong hơn đấy. Đây, con này đuôi còn tôm hơn này, cong rất nhiều luôn. Đó, đây mọi người theo móng nha, quay móng cho mọi người cùng xem trước nhá. Móng này đó, đẹp chưa, móng biết là ôm cầu nhá, không đơ một ngón nào mọi người nhá. Đấy mọi người theo đấy, thế nhá. Đó,
sơn hồng móng trắng đẹp. Đuôi tôm cong. Đó. Đuôi con này có vẻ cong hơn. Đuôi con này cong hơn mọi người ơi. Đây đuôi nhá, nó nhảy một xíu vào nước thôi. Nhảy một xíu vào nước nhưng con này đuôi con này cong hơn. Em cầm là em biết, em nhìn con này là em thấy nó cong hơn rồi. Đó, đuôi cong hơn nhá. Con này dài hơn xíu. Cả hai con thì em đều bán đồng giá cho mọi người là 350 nhá. Ai mua thì liên hệ em nhá. Đó. Có hai em trống. Hai em trống truyền. Đấy, lửa máy truyền mọi người. Lửa máy truyền. Rồi, tiếp tục quay đến nhồng mọi người nhá. Đây. Nhồng đây mọi người. Đấy, nó đang tắm này, vừa mới cho nước vào cái, thay nước vào cái tắm luôn. Đây mọi người nhá. Hiện tại thì đang có rất nhiều là nhồng truyền mọi người nhá. Nhồng truyền thì em nói thật mọi người khuyên mọi người là không, đừng có nên mua một nhồng truyền mọi người. Này, chim này mọi người. Trời ơi, con nào con ấy nó chân nó vàng chới. Mỏ vàng đỏ chưa? Ui giời ơi, nó to. Đã chưa? Nhồng này mới là nhồng chứ mọi người. Nhồng này mới là to mới đã chứ mọi người. Thấy to đã không? Đây, ui giời ơi, nó to. Trời ơi, mọi người nhìn thấy đã không? Đấy. Con nào con đấy đều vàng chới hết nha mọi người. Đây. Con nào cũng vàng hết mọi người. À. Chân này vàng. Mỏ vàng như ấy. To chưa? Đấy, trên nặng thế mọi người nhá. Đây. Đây, đấy mọi người nhìn này. Đấy. Úi nó vàng chưa? Mọi người thấy vàng không? Đó. Đây mọi người nhá. Đó. 2 triệu một con mọi người nhá. Đó. À, nói về vụ nhồng truyền thì em xin nói quên mọi người nhá, là không nên mua nhồng truyền mọi người. Bởi vì nhồng nó khi mà nó đã biết bay mà nó biết ra truyền là nó đi theo đồng loại thì chắc chắn là mọi người mua về sẽ rất là khó nói mọi người nhá. Mua về nó không nói được đâu, tại vì nó khi mà đã bay ra truyền rồi, nó biết được thứ tiếng của đồng loại của nó rồi thì sau này anh em mà mua về thì rất là khó dạy được nó nói. Chỉ nuôi chỉ tốn cám thôi, chứ còn dạy nói thì em đảm bảo mọi người là không dạy được nói. Nhiều cửa hàng họ bán họ bảo nói là dạy được nói, nhưng mà xin lỗi mọi người, em đã từng nuôi em đã biết rồi, cho nên là em mới khuyên cho mọi người là không nên mua nhồng truyền mọi người, kể cả sáo đen này, sáo nâu, cái loại mà hoặc là cà cưỡng mà chim truyền các thứ. Em khẳng định mọi người không bao giờ nói được, tại vì ngày trước em chưa có làm về chim thì em cũng đã mua của người bán chim là em biết rồi, em mua về phải một con sáo đen về. Em nuôi đến 4 năm nó chưa có dạy chứ nó không nói được, cái em thả vào cái chuồng chim bồ câu ấy. Thì mọi người biết rồi, nếu mà cái kênh mà em hay quay về kênh như chim bồ câu thì em cứ thả con chim ở trong đấy mà nó đâu có bay đi đâu. Mà nó chả nói được 4 năm rồi. Thế xong cuối cùng em thả đi. Đấy, cho nên là em khuyên mọi người là mình là người tiêu dùng thì nên là nhạt tiêu dùng là thông thái. Mình nên cân nhắc trước khi mua những con chim. Đấy. Chứ không là bỏ một số tiền ra mà mua những con chim về dạy nó không nói được thì chăm nó rất là cực. Đấy. Đấy thì con nhồng này thì em bán là 2 triệu, à 2 triệu một con đấy mọi người nhá. Còn có 6 con. Ai mua thì liên hệ em nhá. Đấy. Trống mái thì riêng loại này đều nói được như nhau hết mọi người nhá. Cho nên là trống mái em đều bán giá như nhau hết, chứ không có phân biệt là trống mái là bán một cái giá khác. Riêng cái dòng chim hot á, thì là trống mái thì mình bán cái giá khác. Con trống thì nó hot, còn con mái thì nó không hot. Nhưng riêng cái về cái dòng nói á, nói hay không là do mình dạy mọi người ạ, chứ không cứ phải là phân biệt là trống với mái là nói nhiều hơn, không có đâu mọi người. Đấy. Do tố chất của từng con chim, con nào nó nói nhiều thì nó sẽ nói nhiều thôi, còn con nào nói ít thì nó sẽ nói ít. Đấy, cho nên là riêng về dòng này trống mái để em đều bán đồng giá như nhau hết, 2 triệu một con mọi người nhá. Đấy, đây là chim non này. Đấy, chứ không phải là chim truyền. Loại này đang biết mổ ăn rồi, biết mổ sơ sơ rồi mọi người nhá, biết mổ sơ sơ rồi chứ không phải là mổ cứng đâu. Hiện tại thì em vẫn đang pha cám mềm mềm để cho nó ăn. Đó, đây mọi người. Cám thì em bóp như này mọi người nhá. Đây, đây mọi người. Cám thì em cứ cái loại cám ấy, cám trứng hoặc cám ấy, mọi người mua cái gói cám trứng ba vì về được, xong mọi người pha vào. Pha tí nước sệt sệt xong bóp như này, xong là cứ thế là đút cho nó ăn như này thôi. Đấy, như em như này là em đút cho nó ăn này. Đấy. Đây. Như này con này nó ăn no rồi này. Còn con trên này thì nó
nó ăn no rồi à, chưa ăn no mấy thì đút được này. Đây mọi người nhá. Đấy. Vừa nãy em cho nó ăn no hết rồi. Đó. Đấy, mình cứ đút như vậy thôi, đói là đút cho nó ăn thôi là ok. Đó. Đó. Cứ như vậy thôi. Là vài bữa là xong rồi mọi người bỏ vào một cái máng nhá, bỏ cái cám cứng vào đấy. Xong để tự nó đói cho nó tự nó mổ nó ăn. Xong dần dần là không phải bón cho nó nữa. Đấy là 2 triệu một con mọi người nhá. Rồi, tiếp tục sẽ quay đến một ít than nữa mọi người nhá. Đây mọi người ơi. Hôm nay em còn 3 em than truyền nhá. Than truyền nuôi ra ăn cám rồi, ok rồi. Có một em than già đấy mọi người. Một em than già đấy, một em than già. Con này than già này. Con kia đấy, con đấy. Đó, con đấy than già nha mọi người nhá. Chim ăn cám hết rồi. Con này thuộc mẫu hot. Bộ chung chung mẫu hot mọi người ạ. Còn hai con này là than truyền. Hai em này là than truyền, ok nhá. Móng mỏ tay chân thì em bao cho mọi người nhá. Móng mỏ tay chân đã đầy đủ. Đấy. Hàng như này. Nay em đều bán đồng giá cho mọi người 300 nha mọi người. 300 chim đan cám rồi. Mọi người mua thì liên hệ em nhé. Có hai em truyền và một em già, một em bổi già. Chim đan cám rồi. Đấy là em nhốt chung vào đây. Đấy đây mọi người. Đấy có hai em chống truyền nhá và một em chống già đấy. Chống già thì nhìn cái biết ngay, còn hai em chống truyền thì nó ra lông báo ở ngực ở trên lưng đấy. Thì mọi người nhìn cái là biết. Đấy, dáng rất cao cầu nha mọi người nhá. Con này dáng đứng cao cầu này. Đó. Thì em đều bán giá 300 cho mọi người nhá. Ai mua liên hệ. Chim đan cám cứng hết rồi, mọi người mua về chỉ việc bỏ cám vào cho nó ăn thôi. Đấy là than chống nhá, than chống truyền, chống già em đều có này. Rồi và có một vài em than mái truyền nữa mọi người. Đây em quay cho mọi người cùng xem nhá. Đây mọi người. Than mái truyền đây. Đấy những cái con này thay lông này, đấy những con mấy con này này, đó đang gần xong lông rồi. Có trong này em nhìn thấy là có 2 con là đang gần xong lông, còn 2 con thì chưa xong lông mọi người. Đang còn ngực còn lốm đốm nhiều lắm. Còn có 2 con này thì xong lông là cái ngực của nó màu xám ra hết rồi, là nó đẹp rồi. Đấy. Hàng này thì có 2 con đẹp đây. 2 con đang xong lông, còn mỗi lông đuôi nữa, lông đuôi thì gần xong hết rồi, lông đuôi chỉ cần lông đuôi ra dài thêm tí nữa là có nghĩa là con chim này trở thành con chim mép rồi. Đó. Thì em bán giá chim mái như này. Thì em bán 200 mọi em. Chim ăn cám rồi mọi người nhá, chim ăn cám rồi. Em nuôi từ lúc chim truyền đấy. Chim truyền đến bữa này nó thay lông như này đẹp rồi là mọi người mua về chỉ bỏ cám vào thôi. Mái nó còn hot hơn nhiều hơn là trống đó mọi người nhá, nhưng mà có điều nó không được nhiều rộng và dài thôi, nhưng mà mái nó hot. Than gì nói về than thì mái nó cũng hot mọi người ạ, mái nó hot nhưng mà hot cũng hay đấy mọi người. Đấy, mọi người mua về có thể nuôi em mái về cho nó hot hoặc kích trống hoặc là thả vi ghép đẻ các kiểu. Ở các kiểu luôn nhá. Ai có nhu cầu mua thì liên hệ em nhá. Rồi, bốn em mái. Rồi, tiếp tục quay một em khiếu đang hot nữa mọi người. Đây nhá mọi người. Một em khiếu bạc má già rừng bộ to này. Đấy, chân khô đét. Chim rất to mò mọi người nhá. Con này rất to. Đây mọi người nhìn này. Đó. Con này bộ rất to khủng luôn mọi người ơi. Này. Đó. Mỏ to, mỏ dài, mỏ mỏng mọi người nhá. Đây con này mỏ to, mỏ dài, mỏ mỏng này. Đấy. Chim hơi nhát mọi người nhá. Em mở áo như này thì nó sẽ hơi nhát mọi người. Đấy. Chim bổi mà, chim bổi thì nó hơi nhát nhưng mà con này hot rồi. Em mà chùm áo mở hé chữ A thì nó hot ok rồi mọi người nhá. Đấy thì mở quay như này để cho mọi người cùng xem bóng bộ con chim nó như thế nào và xem nó có tật lỗi gì không đấy, thì em sẽ mở như này để em quay cho mọi người. Còn nếu mọi người mua về là mọi người mở áo, chùm áo, mở hé chữ A ra, xong để yên tĩnh là nó sẽ hot cho mọi người thấy luôn nhá. Đấy, hàng này là hàng chuẩn trống rồi cho nên mọi người yên tâm. Đấy, thì con này bộ to khủng như này. Đấy, hàng đẹp, hàng chim bổi. Rồi, mà lông nó hơi bị thiếu do là mùa này nó đang thay lông. Đấy, có một vài sợi nó cũng đang mọc ra rồi, em thấy có một vài sợi lông đuôi nó đang mọc ra. Thì con này em để giá cho mọi người là 1,5 triệu mọi người nhá. 1,5 triệu một em khiếu bạc má bộ to khủng, hàng Cao Bằng đây mọi người. Đó. Chim này em nhập từ ngoài Cao Bằng vào nhá mọi người. Đó.
toàn bộ là chim khiếu này. Đấy, là em nhập ở ngoài Cao Bằng. Còn cái khiếu mà hàng Gia Lai thì lâu lâu thợ mới đánh được cặp hoặc là một hai con thì có, thì loại nào thì em sẽ báo từng loại đấy và từng ở khu vực mọi người nhé. Còn hàng này là hàng ở ngoài Bắc thì em nói là chim ngoài Bắc. Còn chim ở trong Nam thì em sẽ nói trong Nam mọi người nhé. Đấy. Hàng Gia Lai, hàng trong Nam này thì má, nhìn mọi người nhìn cái má là sẽ biết ngay. Chim Bắc với chim Nam là mọi người nhìn cái má của nó sẽ biết. Má của con khiếu trong Nam này là hàng Gia Lai là má nó to. Má nó to lắm mọi người. Mà màu lông trên lưng đó, của nó là màu xanh rêu mọi người nhé. Màu xanh rêu rêu. Đó. Còn hàng này hàng màu xám xám, bạc bạc, bạc bạc xám xám. Chứ không có màu xanh rêu rêu đậm như ở trong hàng trong Nam. Đấy, cho nên là nhìn cái là biết. Thì con này em để giá 1,5 triệu. Đấy, các bác anh em nào có nhu cầu về em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại thì em sẽ ghim ở trên màn hình. Rồi, clip của em này xin kết thúc ở đây nhé. Xin chào tất cả mọi người.